21 mà họ được học ngày hôm qua. Dạ, thay mặt đại chúng trong Rome, con xin được kính cung thỉnh đại đức Tuệ Nhẫn và đại đức Tuệ Đức bài kinh pháp cú số 171 là mô vứt thờ gia. Kính đa cung thỉnh đại đức Tuệ Nhẫn và đại đức Tuệ Đức. Sau đây kính mời cô tu nữ Tuệ Duyên cùng toàn thể các quý đàn chị em đạo hữu trong Rome. Nam mô Phật Thà Giá. Dạ, Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con cung kính đảnh lễ Đức Phật, con cung kính đảnh lễ giáo pháp, con cung kính đảnh lễ chư tăng. Xin thân chào quý cô tu nữ, thân chào quý Phật tử. Con cung kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, kính lễ đại đức Tuệ Đức. Và xin được phép ngâm câu kệ số 171 ạ. Ê tha pa sa thì mang lô căng chi tăng ra cha ra thi pu năng ya tha pa na vi si đan tu na thi sang go vi cha na tăng Ê tha pa sa thì mang lô căng chi tăng ra cha ra thu pa măng ya tha pa na vi si đan tu na thi sang go vì cha na tăng e tha pa sa thì mang lô căng chi tăng ra cha ra thu pa măng ya tha pa na vì si đan ti na thi sang hô vì cha na tăng hãy nhìn đời này như xe vua lộng lẫy người ngu mới tham đắm kẻ trí lào đắm say. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Một lần nữa con kính hành lễ chư đại đức tăng và sư nhân Bích Châu Rung ạ. Dạ, alo, alo. Không biết đại đức Tuệ Đức có chiếc máy không ạ? À? Alo. Nếu đại đức Tuệ Đức có chiếc máy, con xin được thay mặt đại chúng cùng thỉnh đại đức Tuệ Đức kể bài kinh pháp cú số 171 ạ. À. Dạ, dạ, con kính đa cùng thỉnh đại đức. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức Tăng. Con thành kính lễ đại đức Tuệ Nhẫn. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin được ôn bài kinh pháp cú câu số 171. Ê tháp bát sa thi măng lô căng chi tăng ra cha ra thù pa măng gia tháp pa la vi si đàn tí na thi sang gô vi cha na tăng. Hãy đến nhìn đời này như xe vua lộng lẫy người ngu mới tham đắm kẻ trí nào đắm say, là bản dịch của ngài Hòa Thượng đâu. Thế gian đẹp đẽ xiết bao, long sa mỹ lệ lụa đào gấm hương, mê nhân chết sững bên đường, trí nhân thanh thản thấy dường như không. Phổ thơ của ngài Thượng với con xin kể. Ê tha pa sa thi măng lô căng chi tăng ra cha ra thô pa măng ya tha pa la vi si đàn ti na thi sang go vi cha na tăng e tha pa sa thi mang lo căng chi tăng ra cha ra thu pa mang ya tha pa la vi si đàn ti na thi sang go vi cha na tăng.
Etapasa thì mang lô căng chi tăng ra cha ra thu pa măng yat tha pa la vi si đan ti na thi sang go vi cha na tăng. Dạ, con xin hết ạ. Kính mời cô tu nữ Tuệ Duyên tiếp theo ạ. À, sa thú lành thai kính tri ân đại đức. Nam mô Bức Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ thượng tọa minh hạnh đại đức tuệ đức, kính lễ cô Như Pháp, kính chào đạo tràng. Và bây giờ Tuệ Duyên xin kể kinh pháp cú số 171. Và cảm ơn huynh. Ê tha bá sa thi măng lô căng chít tăng ra chá ra thù ba măng giá tha ba la vi si đàn tí na thi sang cô vi cha na tăng. Ê tha bá sa thi măng lô căng chi tăng ra cha ra thù ba măng ya tha ba la vi si đan ti na ti sang cô vi cha na tăng. Ê tha ba sa thi măng lô căng chi tăng ra cha ra thù ba măng ya tha ba la vi si đan ti na thi sang cô vi cha na tăng. Hãy đến nhìn như xe vua lộng lẫy, người ngu mới tham đắm, kẻ trí nào đắm say. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thế gian đẹp đẽ xiết bao, long sa mỹ lệ lụa đào gấm hương, mê nhân chết sững bên đường, trí nhân thanh thản thấy dường như không. Phổ thơ Hòa Thượng Dư Đức. Dạ, Tuệ Duyên đã ôn bài xong. Dạ, bây giờ đã thấy tín hiệu của chị Rạng Đông. Dạ, kính mời chị ạ. Sa thú cô tu nữ Tuệ Duyên, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ thường tọa minh hạnh đại đức Tuệ Nhẫn, đại đức Tuệ Đức, cô tu nữ Tuệ Duyên. Con kính chào đạo tràng. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 171. Ê tha bá sa thi măng lô căng chích tăng ra chá ra thù pa măng giá tha bà la quý si đặng tê na thi sang go vi cha na tăng. Ê tha ba sa thi măng lô căng chất tăng ra cha ra tha pu măng ra cha ra thu pa măng ya tha ba la vi si đặng tê na thi sang go vi cha na tăng. Ê tha ba sa thi măng lô căng chất tăng ra cha ra thù ba măng giá tha ba la vi si đằng ti na thi sang go vi cha na tăng. Hãy đến nhìn đời này như xe vua lộng lẫy, người ngu mới tham đắm, kẻ trí nào đắm say. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ê tha ba sa thi măng lô căng chất tăng ra cha ra thù ba măng ya tha ba la vi si đằng ti na thi sang go vi cha na tăng. Thế gian đẹp đẽ xiết bao, long sa mỹ lệ lụa đào gấm hương, mê nhân chết sững bên đường, trí nhân thanh thản thấy dường như không. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức.
Kính mời cô Cẩm Vân. Dạ, sa thủ kính cảm ơn sư Trần Đông. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính hành lễ Đức Phật, con kính hành lễ giáo pháp, con kính hành lễ Đức Tăng, con kính hành lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 171. Ê tha bát xá thí măng lô căng chít tăng ra chá rá thu bá măng giác thá ba la quý si đàn tí nát thí sang gô quý cha ná tăng. Ê tha bát xá thí măng lô căng chít tăng ra chá rá thu bá măng giác thá ba la quý si đàn tí nát thí sang vô quý cha nát ê thá pháp xá thí măng lô căng chít tăng ra chá rá thù bá măng giác thá pa la quý si đàn tí nát thí sang vô quý cha ná tăng. Hãy đến nhìn đời này như xe vua lộng lẫy, người ngu mới thăm đắm, kẻ trí nào đắm sai. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Thế gian đẹp đẽ xiết bao, long xa mỹ lệ, lụa đào gấm hương, mê dân nhân chết sững bên đường, trí nhân thanh thản thấy dường như không. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và Cẩm Vân đã ôn bài xong, mến mời bạn trai của Sip Tina. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc câu pháp cú số 171. Ê tha pa sa thi măng lô căng chít tăng ra cha ra thu pa măng ya tha pa la quý si tan thi nan thi sang khô quý cha na tăng. Ê tha pa sa thi măng lô căng chít tăng ra cha ra thù ba măng giác tha bà la quý si đàn thi nát thi sằng khô quý chân lát tăng. Hãy đến nhìn đời này như xe vua lộng lẫy, người ngu mới tham đắm, kẻ trí nào đắm sai. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ê tha phan xa thì măng lô căng chín tăng ra cha ra thu ba măng yàn tha ba la vi si đan ti nan thi sang khu vi cha na tăng. Ê tha phan xa thì măng lô căng chín tăng ra cha ra thu ba măng yàn tha ba la vi si đan ti nan thi sang khu vi cha na tăng. Thế gian đẹp đẽ xiết bao, long xa mỹ lệ, lụa đào gẫm hương, mê nhân chết sững bên đường, trí nhân thanh thản thấy dường như không. Của Hòa Thượng Giới Thức. Dạ thưa, con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tư nữ và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Sa thu lần thầy, tì nặng. Dạ Nam Mô Ân Đức Tam Bảo. Dạ con kính đảnh lễ ân Đức Phật, con kính đảnh lễ ân Đức Pháp, con kính đảnh lễ ân Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Dạ xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Dạ con xin đọc câu kinh pháp cú số 171. Ê tha bát sa thi măng lô căng chít tăng ra cha ra thù pa măng giác tha bà là quý sĩ đàn ti nát thi sẵn gồ quý cha na tăng. Ê tha bát sa thi măng lô càng chít tăng ra cha ra thù ba măng giác tha bà là quý sĩ đàn ti nát thi sẵn gồ quý cha na tăng. Dạ con xin kể.
Ê tha ba sa thì măng lô căng chín tăng ra cha ra thu ba măng Yan tha ba la vi si đàn tì nàn thi sang gô vi cha na tăng Ê tha ba sa thì măng lô căng chín tăng ra cha ra thu ba măng Yan tha ba la vi si đàn tì nàn thi sang gô vi cha na tăng Hỏi đến nhìn đời này như xe vua lộng lẫy, người ngu mới tham đắm, kẻ trí nào đắm sai, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thế gian đẹp đẽ xiết bao, long sa mỹ lệ, lụa đào gẫm hương, mê nhân chết sững bên đường, trí nhân thanh thản thấy dường như không, là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đọc và kể xong nghe. Xin dâng mất là cho đạo tràng, xin mời vị tiếp theo ạ. Sa tu sa tu. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ cho Đại Đức Tăng trong đạo tràng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong rung. Con xin được cái kinh pháp cú số 171. Ettha passati nang lokam cittang raca ratupamam yatha bala visidanti natthi sangho vicchanatam ettha passati nang lokam cittang raca ratupamam Yattha bala visidanti natthi sangho vichanatam. Hãy đến nhìn đời này như xe vua lộng lẫy. Người ngu mới tham đắm, kẻ trí nào đắm say. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Thế gian đẹp đẽ xiết bao, long sa mỹ lệ, lụa đào gấm hương. Mê nhân chết sững bên đường, trí nhân thanh thản, thấy dường như không. Bản phổ thơ của Ngài Giới Đức. Dạ, Nam Mô Phật Tha, dạ, con xin được xuống mic. Dạ, kính mời cô tu nữ Như Pháp. Thấy cô vừa vào room. Kính mời cô nhé. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Minh Quát Thanh Á. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con tu nữ Như Pháp, thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Đại đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Như Pháp, kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Dạ con thành kính đảnh lễ đại đức Tuệ Nhẫn. Dạ con xin sám hối. Dạ con không phải tư. Như Pháp kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ cảm ơn Minh Quá Tha Ná cho bài học. Dạ Minh Quá Tha Ná có nghe được âm thanh của Như Pháp không? Cho Như Pháp xin một tín hiệu ạ. Dạ đạo. Dạ, cảm ơn Vinh, dạ cảm ơn cô Cẩm Vân. Dạ, con xin được ôn bài câu pháp của kinh số 71. Ê tháp ba sát thi măng lộ căng chịt tăng ra cha ra thù ba măng chát tháp ba la quý sĩ đàn tì na sẵn gơ quý cha na tăng. Hãy đến nhìn đời này như xe vua lộng lẫy, người ngu mới thâm đắm, kẻ trí nào đắm sai. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Ê tha ba sa thì măng lô căng chít tăng ra cha đà thủ ba măng
Yatha bala vi se dan te na si yang na thi san go vi cha na tang e tha ba sa thi mang lo kang chit tang ra cha ra thu ba mang Yatha bala vi se dan te na si san go vi cha na tang Thế gian đẹp đẽ xiết bao, long xa mỹ lệ lụa đào gấm mương, mê nhân chết sững bên đường, trị nhân thanh thản, thấy dường như không. Dạ đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức, còn thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức. Dư Pháp kính cảm ơn đạo tràng. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân. Đại Đức Tây Nhẫn, Đại Đức Thế Đức đã từ bi hoan hỷ tiên phong ông bài pháp cứu kinh số 171. Như pháp kính cảm ơn Vinh Quát Thanh Á, cô tu nữ Tệ Duyên, cô Sạng Đông, cô Cẩm Vân, cô Hành Kiểm, Thi Na đã hoan hỷ ông bài pháp cứu kinh số 171. Bây giờ thì cô đã đến giờ học bài mới, câu pháp cứu kinh số 172. Cảm ơn Minh Quát Tha Ná cho bài học. Như Pháp kính mời đạo tràng cùng với Như Pháp trắng tâm tịnh cung thỉnh Pháp Sư. Trước khi đạo tràng chúng ta được Đại Đức Tuệ Nhẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay, Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bụt Tha Sa Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bụt Tha Sa Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To A Ra Ha To Samma Sambuddhassa. Phạm Thiên Phật ngầm ngồi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng nghĩ hơi. Việc lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhóm kiều chẳng như là được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hà giáp vẹn toàn. Một lòng trăng tối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đàm mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp tới đàn tử bi. Dùng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu được đi trí vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Ya, và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Tuệ Nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng duyên sự cũng như ý nghĩa pháp của kinh số 172. Như pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa, và con kính nhân mít đến sư ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha. Một ngày nữa lại qua đi phải không? Từ sáng đến giờ những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm luôn đến và đi, không có một con người nào cả, nhưng mà cũng không có một chút hiểu biết nào. Và đó chính là các pháp đang rất hiện thực ở đây, nhưng tất cả đều bị quên lãng bởi vô minh và ái dục. Và những câu chuyện chúng cứ đang xen và chúng ta không nhận biết được chúng. Điều ai có thể hiểu được điều đó, ngoại trừ chúng ta phải hiểu lời dạy của Đức Phật. Chúng ta có thể tạo ra được các pháp không? Điều rằng chúng ta ngồi ở một chỗ nào đó, chúng ta có hiểu được không? Không phải không? Nhưng pháp hiện đang ở đây,
Chân lý luôn luôn, lúc nào cũng sát ở bên bạn. Cái cứng, cái mềm cũng đang có ở đây, nhưng chúng ta không biết về chúng. Cái nghe sanh khởi, chúng ta cũng không biết về chúng. Có chăng chúng ta chỉ biết được cái âm thanh của người này, người kia, nhưng chúng ta không biết được âm, không biết được tâm nghe. Do vậy, chúng ta chỉ nghĩ về con người này, con người kia mà thôi. Và ngày nào cũng vậy, chúng ta chỉ quên có mỗi một điều, đó là chúng ta quên pháp đang sanh khởi ở khoảnh khắc này. Chứ chúng ta không quên gì khác nữa cả. Chính vì cái điều quên đó mà không có tỉnh thức. Và Đức Phật dạy cho chúng ta con đường tứ niệm xứ là để chúng ta thực thấy, thực biết. Như vậy tứ niệm xứ không phải là một phương pháp, mà tứ niệm xứ là Đức Phật nói nên tất cả những cái gì là thực sanh khởi trong đời sống hàng ngày qua sáu căn môn này. Ngày nào cũng vậy thôi. Cái nghe chúng ta luôn để nó đi mất, âm thanh chúng ta cũng luôn để nó đi mất, không có một sự hiểu biết nào cả. Nhưng mà đó chính là uẩn, đó chính là xứ, đó chính là giới, đó cũng chính là đế của nó. Cái thấy cũng vậy, chúng ta luôn để nó đi mất, cái đối tượng thị giác, nó cũng chính là uẩn, là xứ, là giới, là đế. Nếu như chúng ta không hiểu về các pháp này thì chúng ta cũng không thể hiểu được duyên sanh, sự xúc chạm của nó để sanh ra các cảm thọ hoàn toàn. Như vậy thì chúng ta thấy được rằng giáo pháp này Đức Phật dạy có hai cái nhân làm cho chánh chi kiến sanh khởi, đó là nghe người khác và khéo như lý tác ý. Như vậy nghe này, như vậy thì nghe này nghe như thế nào? Như vậy thì chúng ta phải nghe đúng chánh pháp, lời dạy của Đức Phật. Và chỉ cần khéo như lý tác ý thì pháp đã đang sanh ở đó rồi. Lúc nào cũng có pháp đang sanh hết. Và chúng ta luôn luôn lầm tưởng cho đó là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Nhưng mà cái thấy luôn luôn là mới. Cái thấy của khoảnh khắc trước không phải là khoảnh khắc này nữa rồi. Cái thấy khoảnh khắc trước là một quả của nghiệp đã được tạo và đã được sanh lên, diệt đi. Trong vòng sanh tử luân hồi chúng không còn sanh trở lại nữa. Và cái thấy này lại là một duyên khác nữa, lại là một nghiệp mới được sanh và cũng lại diệt đi tiếp tục. Không gì còn ở lại, chỉ là một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi. Và đó chính là tính chất vô thường của các pháp. Và cái mà chúng ta thấy được đó, tất cả mà cái gì chúng ta thấy được, nó chỉ là đối tượng thị giác, không phải là đàn ông, đàn bà, không phải là nhà, cửa. Nó chỉ là một cái gì đó của một tứ đại. Nếu không có tứ đại thì không có cái được thấy. Nhưng mà cái được thấy thì không phải là tứ đại. Không có tứ đại thì không có cái được nghe. Và cái nghe, cái âm thanh thì không phải là tứ đại. Không có cái tứ đại thì không thể có cái ngửi. Không có cái được ngửi. Và cái được ngửi thì không phải là tứ đại. Nhưng mà nó do duyên. Như vậy thì chúng ta thấy chỉ có các danh và sắc. Khoảnh khắc nào cũng chỉ có tâm, tâm sở. Và đối tượng của chúng chính là các sắc mà thôi. Và không có một con người nào cả, ở bất cứ nơi đâu, bất cứ trường hợp nào, bất cứ thế giới nào. Chư thiên, phạm thiên, loài người, đó chỉ là danh từ chế định. Còn tất cả đều là các pháp hữu vi. Từng khoảnh khắc tham thì không phải người châu Âu, người châu Á, người Bà La Môn, mà tham chỉ là một pháp sanh khởi do duyên của chúng. Sân cũng vậy. Và tất cả điều đó, khi mà chúng ta hiểu rõ được các pháp thì chúng ta không còn bận tâm đến vấn đề của mình và của thế giới nữa.
và chúng ta hiểu hoàn toàn tất cả mọi pháp hữu vi này đều mang tính chất vô ngã, và chúng sanh khởi chỉ bởi duyên riêng của chúng, và không có thể có ai có thể tạo ra được một cái điều gì cả. Và các pháp chỉ để hiểu, và khi hiểu biết đã hiểu được các pháp thì chính là lúc đó là sự xuất ly, là sự xả ly. Vì trí tuệ thấy chúng là rỗng không, là khổ, và không có gì để đáng để bám víu vào chúng, vì thực sự chúng không còn sinh lại nữa khi chúng đã vô thường. Mọi thứ tốt đẹp của ngày hôm qua đã hoàn toàn biến mất và đã hoàn toàn vô vọng. Mọi thứ xấu xa của ngày hôm qua cũng đã hoàn toàn biến mất. Và ngày hôm nay cũng vậy, rồi ngày mai lại tới, cũng chỉ là những khoảnh khắc của thấy, của nghe, của ngửi, của nếm, của xúc chạm, của suy nghĩ. Và rồi chúng cũng lại biến mất đi hoàn toàn, không còn gì nữa cả. Và rồi nếu chúng có duyên sanh lại, chúng cũng lại tiếp tục sinh và diệt, không có một ai. Do vậy, không có cái gì để chúng ta bám víu vào trong các pháp cả. Đó là lời mà chúng ta phải luôn luôn nhớ về lời Đức Phật dạy. Như vậy thì thấy là đau khổ, thấy là khổ, nghe là khổ, ngửi là khổ, nếm là khổ, xúc chạm là khổ. Và cứ thấy rồi nó lại diệt đi, nghe rồi nó lại diệt đi. Như vậy để làm gì nữa đây? Có đáng để bám víu vào nó hay không? Chúng thật là vô nghĩa phải không ạ? Nhưng quả thật là vậy. Tại vì chúng ta đã nhiều kiếp chìm vào trong ảo ảnh của pháp, khi chúng xâm diệt để lại những cái bóng ảnh của nó. Nhưng thực sự khi mà chúng ta tỉnh giác một chút xíu, chúng ta thấy tất cả mọi đối tượng thị giác thì không phải là một con người, không phải là một đồ vật gì đó cả. Nó chỉ là một pháp hữu vi, và nó không mang tên tuổi gì cả, nó không mang một ý nghĩa gì cả, nó không báo cho ai biết là tôi là như thế này hay là như thế kia. Nó chỉ là pháp được in dấu vào một căn môn và một tâm nhận biết chúng, và rồi diệt đi hoàn toàn, không còn bao giờ quay trở lại nữa. Và sự giải thoát cũng không thể nào khác được khi mà chúng ta không hiểu về những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm trong đời sống hàng ngày. Hàng ngày thì chúng ta chỉ chơi đùa và cầm lắm cái sắc này mà thôi. Đó là màu, âm thanh, mùi, vị, cứng, mềm, nóng, lạnh. Nhưng mà chúng ta hoàn toàn không biết gì về chúng, hoàn toàn không hiểu gì về chúng. Và đó có phải là vi diệu pháp không? Nó thực sự là vi diệu pháp. Nó không là ai cả. Nó chính là vi diệu pháp trong đời sống hàng ngày. Nội như bảy cái sắc này thôi, hàng ngày chúng ta cũng đang đắm chìm vào trong nó, hoàn toàn không nhận biết. Chứ đừng nói chi đến những cái sắc khác. Như vậy cho chúng ta thấy rằng chúng ta rất thiếu cơ bản về trí tuệ để nhận ra được các pháp trong đời sống hàng ngày. Khi mà chúng ta không nghe đúng về các pháp nó đang diễn ra trong đời sống hàng ngày thì không sao mà có thể trí tuệ sanh khởi được. Dầu có làm bằng cách nào đi chăng nữa, dầu họ có ước muốn, họ có tạo tác gì đến cả ngàn năm và triệu năm nữa, thì họ cũng không bao giờ có thể thấy được các pháp, mặc dầu các pháp đang ở đây. Vậy thì chúng ta phải luôn luôn nhớ về điều đó. Khi mà cái thấy, nghe, ngửi không được hiểu thì cái gì sẽ được hiểu? Không lẽ khái niệm được hiểu ư? Không thể. Chỉ có sự thật mới được hiểu. Không có cách nào khác cả.
Và chúng ta phải luôn luôn nhắc nhở mình rằng hãy nghe diệu pháp, và ngoài nghe diệu pháp ra về quay về với khoảnh khắc này hàng muôn ngàn, hàng muôn tỷ lần, không còn cách nào khác để giác ngộ sanh tử luân hồi. Và chúng ta thường trôi đi mất sau cái thấy nghe người nếm đụng về thôi. Và chúng ta không cần phải làm cái gì cả, thưa quý vị. Mà các pháp đã sanh khởi thì nó sanh khởi ở đó rồi. Còn cái gì nó chưa sanh, làm sao bạn có thể hiểu được nó? Không có đâu. Cái thấy nó đang sanh mà bạn không hiểu được nó, niết bàn nó chưa có, làm sao bạn hiểu được? Không thể cách nào hiểu được hết. Tham mà nó đang sanh, bạn không hiểu nó, lại đòi đi hiểu cái sân, không cách nào hiểu được. Không thể có cái chuyện đó xảy ra. Như vậy thì chúng ta thấy thái độ chân chánh của chúng ta là phải thái độ vô ngã hoàn toàn đối với các pháp, để đón nhận các pháp này. Đó chính là chánh tri kiến mà chúng ta cần phải luôn luôn nhớ về điều đó. Và khi nào quý vị khai mở được, bắt đầu nhận biết được cái tâm thấy là đối tượng của chánh niệm rồi, thì đó là con đường của các bạn đi vào con đường tứ niệm xứ, không còn cách nào khác hết. Còn ngày nào chúng ta chưa bắt nguồn, chưa thấy được, thì không có cách nào để chúng ta đi vào trong đó được. Có chăng thì chúng ta chỉ nói ở trên cửa miệng và sách vở mà thôi. Còn điều mà chúng ta nhận ra được các pháp thì không thể được. Nhưng mà các bạn hãy nhớ rằng ngày mai cũng chỉ cái thấy nghe người nếm đụng luôn đến và đi, không còn cái gì khác cả. Đó là điều mà chúng ta phải luôn luôn nhớ. Bây giờ cũng đang chỉ có cái thấy nghe người nếm đụng thôi, phải không? Bây giờ cũng có cái cứng mềm đó, nhưng mà luôn luôn là chúng ta bị quên chúng. Vậy thì chúng ta hãy luôn luôn nhớ về khoảnh khắc này, thì đó là điều tuyệt vời nhất. Và đó là lời tri ân với Đức Phật, giáo pháp và chư Tăng. Và khoảnh khắc này dầu bất cứ nó là một cái thực tại gì, nó sanh khởi, nó đều tốt đẹp cho chánh niệm và trí tuệ cả. Tham sân si sanh khởi, nó nguy hiểm nhất là nó không được cái nhận biết đúng về nó, có mặt ở đó mà thôi, thì nó sẽ làm tổn hại. Còn khi mà tham sân si, tà kiến, nó được sự hiểu biết, được áp dụng giáo pháp của Đức Phật vào đúng vị trí của nó, thì nó là đối tượng cho sự hiểu biết và cho sự xả ly, giác ngộ sanh tử luân hồi. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục, con xin đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, chúng ta đi vào cái bài pháp này. Arahang Samma Sambuddho Vichcha. Arahang Samma Sambuddho. Buddhang saranang gacchami, Thammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Con xin cung kính đảnh lễ ơn Đức Phật Bảo, ơn Đức Pháp Bảo, ơn Đức Tăng Bảo. Do đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo phát sinh nên kính chia đến tất cả chư đại đức tăng, với bà, với cô tu nữ cùng chư Phật tử, mong cho quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa và nghe diệu pháp được thanh tịnh thân tâm. Nam mô Bụt Tha nhé. Hôm nay chúng ta học bài kệ số 172. Chúng con xin đọc một lần. Yo cha búp bê bá mát chi toa bá cha sô nắp bá mát chạ tí sô y măng lô căng bá pha xê tí áp pha mút tô quá chăn đi ma. Và người nào trước đây buông lung, về sau không buông lung, người ấy chiếu sáng thế gian này tận như mặt trăng, thoát khỏi đám mây. Bài kệ này ngài dịch nói rằng người nào trước đây với tâm tư phóng dật
tạo các cái bất thiện. Nhưng mà bây giờ thấy được cái con đường thanh lọc thân tâm của mình, tâm của vị đó trở nên thanh tịnh, không còn câu ế phiền não nữa, thì người ấy sẽ chiếu sáng cái thế gian này tựa như mặt trăng thoát khỏi mây. Thế gian này là thế gian nào thưa quý vị? Là thọc, là sáu thế gian của vị đó được thanh tịnh. Đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Chứ không phải là vị đó chiếu sáng cái thế gian ở ngoài kia, thưa quý vị. Không phải. Không phải chuyện đó. Cái từ vô cháp búp bê bá mách chi toa là cái người nào trước đây buông lung, người nào trước đây mà buông lung phóng dật. Mà bây giờ nghe được cái chân diệu pháp và thấy ra được cái con đường thoát khỏi cái sanh tử luân hồi khổ đau, thấy ra được cái sự ô nhiễm cấu uế và nhổ được cái lậu hoặc ở nơi tâm của mình, thì cái người đó gọi là chiếu sáng. Như vậy là tất cả chúng ta đều bị vô minh làm cho cấu uế. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là không có ai làm cho chúng ta cấu uế cả, mà chính là thủ phạm, chính là vô minh. Vô minh làm cho cấu uế cái thế gian này. Như vậy thì chúng ta không nên trách ai đó là xấu ác. Tâm của ai còn vô minh, còn cấu uế thì chắc chắn sẽ còn xấu ác mà thôi. Không có cách nào khác hơn được. Dầu vì đó là vị sư cao hạ trăm năm tu tập tinh tấn, kể cả là có giới hạnh, có thiền định, nhưng mà chưa có đạo và quả cũng vẫn là cấu uế, thưa quý vị. Vẫn cứ là cấu uế. Vẫn cứ là cấu uế. Nhưng mà dầu đó là người Phật tử nghèo khổ, nhưng mà tâm của họ không còn cấu uế, đã đi vào được con đường thánh đạo. Thì người đó vẫn cứ chiếu sáng thế gian này. Búp bê là cái từ búp bá, là một cái trạng từ định sở cách, là trước đây hay là trước kia. Bá mát chi toa, căn của nó là căn mát, tiếp đồng ngữ của nó là bá. Ở đây chi theo quá khứ, nên là được là động từ bất biến, là buông lung biến, tức là trước đây mình buông lung biến nhát, phóng dật giải đãi. Tiếp đầu ngữ phá là chỉ cho sự nhấn mạnh, căn của nó là căn mát, là bị say mê, bị say mê trong cái dục. Bách cha sô nắp bắt mách cha tí là về sau không buông lung. Bách cha là một cái trạng từ, là về sau không buông lung. Về sau là ở đây là gì? Về sau là chính là hiện tại, nhớ nha, về sau tức là lúc trước kia chúng ta đấy, nhưng mà bây giờ hiện tại này đó, tức là về sau, chính là cái hiện tại này chúng ta dám đứng lên, dám nhận ra, dám thấy ra các pháp là vô ngã. Chúng ta bỏ đi tất cả cái tự ti, cái mặc cảm, và thấy ra được là thế gian này không có ai hoàn hảo, không có ai chê trách ta cả, mà chính là cái nội tâm cấu uế của chúng ta, nó nghĩ ra rằng người này chê tôi, chấp tôi, khen tôi, giận tôi, hờn tôi, chỉ là do những cái ý nghĩ
của chúng ta mà thôi. Vì đó thấy ra được là tự cái tâm của mình nó dựng lên thôi. Và vì đó thấy được rằng là những cái cấu uế này là cái thủ phạm, chứ không phải là những cái cảnh trần ngoài kia là cái thủ phạm. Vì đó bỏ hết những cái gì thuộc về bên ngoài. Vì đó đối diện với thân tâm của mình để thanh lọc những cái cấu uế này. Đó chính là hiện tại. Về sau thì chúng ta phải nói là hiện tại. Nát bát mách cho tí, nát cộng với bát mách cho tí. Bát mách cho tí là một cái động từ là buông lung hay là phóng dật. Tiếp tục nữ bá là chỉ cho sự nhấn mạnh căn mát là nó bị say mê. Như vậy thì bây giờ chúng ta có buông lung phóng dật không? Tâm của chúng ta thì nó buông lung phóng dật suốt cả ngày. Từ sô ý măng đô căng bá pha sê tí sắp ba mút tô quá chăng đi ma. Người ấy chiếu sáng thế gian này. Chiếu sáng thế gian này là chiếu sáng ở đâu? Chiếu sáng sáu cái căn này. Sáu cái căn này chính là sáu cái thế gian. Mắt là một thế gian, tai là một thế gian, mũi là một thế gian, lưỡi là một thế gian, thân là một thế gian và ý là một thế gian. Tựa như trăng thoát khỏi mây. Tức là tâm của chúng ta được chánh niệm tỉnh giác, được phát triển con đường tứ niệm xứ, thấy rõ biết rõ các lậu hoặc cấu uế đã làm cho chúng tan biến, và cái tâm này trở nên sáng chói, thanh tịnh, làm cho thân khẩu ý không còn những cái tạo tác, những cái ác nghiệp, những cái lời nói thô tục chửi rủa, mà lời nói mang đầy những cái từ tâm, những cái ý nghĩ thiện lành, không còn những cái ý nghĩ ác độc. Thì đó chính là chói sáng cái thế gian này, tựa như mặt trăng thoát khỏi đám mây. Như vậy tâm của chúng ta luôn luôn bị những cái đám mây của tham ái, của vô minh, của ganh tị tật đố, của sang tham bỏng xẻng, của nhà cửa, của vợ chồng con cái, của cái sự dính mắc chi phối. Cái từ pa pha se tí, căn của nó là căn pha, là chiếu sáng hay là chói sáng rạng rỡ. Như vậy là tâm của chúng ta mà nó thoát được vô minh và phiền não thì nó rất là trong sáng. Trong sáng có nghĩa ở đây là gì? Là tâm rất là thanh tịnh. Tâm rất là thanh tịnh. Vô minh không có nghĩa là một cái bóng đen. Mà vô minh là nó là một cái pháp. Nó che mờ, nó giống như là cái buổi chập choạng giữa tối và sáng ở gần cái buổi chiều của chúng ta đó. Thì tâm của chúng ta lúc nào nó cũng lờ đờ như vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta hiểu được giáo pháp của Đức Phật thì dần dần chúng ta sẽ nhận rõ nó, thì có cái ánh sáng thì nó làm tan biến những cái bóng mờ đó đi và thấy ra được các cái pháp của nó. Còn khi mà cái tâm của chúng ta đó si mê thì nó che. Làm cho chúng ta không rõ được. Nó giống như là lửa thực, lửa mơ vậy đó. Nên là cuộc đời của chúng ta khi không nghe được giáo pháp của Đức Phật,
thì cả ngày chúng ta đều sống trong mơ. Đêm rồi tối đến cũng sống trong mơ. Suốt cả ngày, thậm chí có nhiều kiếp sống là suốt cả đời. Sống trong mơ nhưng mà mình cũng không hề hay biết. Mà thực sự thì ngày nào hầu như chúng ta cũng đều đang sống trong mơ cả. Mặc dù chúng ta nghe diệu pháp của Đức Phật, nhưng rất khó có khoảnh khắc hiểu biết thực sự. Chúng ta có chấp nhận với nhau điều đó không? Điều đó là sự thật. Chỉ có các ngài nào mà ba la mật nó đủ đầy và cái kiếp sống này là kiếp sống cuối cùng của các ngài, thì đó là tuyệt diệu cho các ngài và cũng tuyệt diệu cho chúng ta. Cái kiếp sống của chúng ta thì nó bị vô minh che phủ rất là nhiều do cái tích lũy của chúng ta nhiều đời. Và nếu như chúng ta không được nghe diệu pháp một cách đúng đắn nữa thì càng ngày càng vô minh nữa. Càng ngày càng vô minh nữa mà thôi. Mà vô minh thì nó rất gần, nó ở ngay đây, sau khoảnh khắc thấy nghe ngửi nếm đụng. Ví dụ tôi đang nói cho quý vị thì quý vị đang sân, đang bực bội, vô minh nó đã có ở đó rồi. Đang tham cũng đã có vô minh ở đó rồi. Như vậy thì chúng ta thấy là vô minh nó bao trùm cái thế giới này. Nó rất là khủng khiếp. Nhưng mà nó không được nhận ra thì không bao giờ thoát khỏi được nó. Điều đó mới thật là lạ lùng. Như vậy là trí tuệ nó làm cái mục đích là gì? Xuyên thủng cái vô minh này. Các cái đối tượng nó cứ đến và đi, và cái tâm thấy nghe nó cứ thay đổi liên tục, và chúng ta bị các cái đối tượng này nó chi phối. Chúng ta chưa kịp hiểu gì về nó thì cái kia nó đã ập tới rồi, và chúng ta quên mất. Quên mất chúng. Như vậy thì chúng ta cần phải nghe pháp để chúng ta tỉnh giác, thì chúng ta sẽ thấy được từng đối tượng, từng tâm của nó sinh và diệt. Nó tương ứng, và mỗi một đối tượng là một tâm kinh nghiệm, nó diệt đi hoàn toàn, và không có một cái đối tượng nào trùng một cái đối tượng nào cả trong vòng sanh tử luân hồi này. Thì chúng ta mới thấy được rằng khoảnh khắc nghe này chỉ nghe cái âm thanh tương ứng này mà thôi, không có nghe âm thanh của quá khứ và cũng không nghe âm thanh của tương lai, và rồi chúng diệt đi hoàn toàn. Như vậy thì không có một ai cả. Và đó cũng chính là thu thúc các căn. Nhưng mà rất khó phải không? Cực kỳ khó. Và chính vì khó như vậy mà chúng ta muốn tìm một cái phương pháp gì đó để thực hành, để hiểu được diệu pháp của Đức Phật. Điều đó đã bị vô minh và tham ái, ông chủ lại dẫn chúng ta vào một con đường tà pháp. Rất dễ. Rất dễ. Chỉ khi có trí tuệ thì mới không bị đánh lừa mà thôi. Còn nếu như mà chúng ta không có trí tuệ thì luôn luôn chúng ta bị đánh lừa, luôn luôn bị người khác lừa, bị kẻ khác lừa, bị các cái đối tượng màu mùi vị âm thanh này đánh lừa chúng ta hết kiếp này qua kiếp khác. Đâu có gì khó đâu thưa quý vị. Pháp vô ký nó ở đây nè. Cái chai, cái lọ, cái đối tượng thì giác đều vô ký hết á. Ví dụ pháp nó nằm đó, đâu có cần gì phải ấy đâu, đâu cần gì phải đi đâu đâu. Phải không nè? Mắt, tai, mũi, lưỡi của chúng ta là pháp vô ký đó. Rồi là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng là pháp vô ký đó. Còn tham, sân là pháp thiện, bất thiện. Nhưng mà chúng ta luôn luôn quên về nó thôi. Chứ còn nó vẫn sanh khởi hàng ngày trong đời sống của chúng ta. Chỉ cần chúng ta nhìn đúng về nó và
chỉ thẳng vào cái pháp khi nó sanh khởi là đủ rồi. Khi mà có duyên cho tham sanh khởi thì không có pháp nào sanh khởi ở đó cả, chỉ có tham đang sanh khởi ở đó thôi. Nên là các bạn không cần phải làm thêm một điều gì nữa, vì tâm nó chỉ kinh nghiệm một đối tượng, không thể nào có cái thấy với cái nghe cùng sinh khởi một lúc được, không bao giờ. Hai thế giới này là hai thế giới riêng biệt, chưa từng bao giờ gặp nhau, dầu một khoảnh khắc, không bao giờ kết bạn với nhau, không có. Nó vẫn cô đơn như thuở nào khi chúng đến và đi. Tiếp theo nữa là cái từ Appha. Appha là danh từ trung tánh, là từ chia theo xuất xứ cắt. Từ Mutto thì chúng ta biết rồi, đã thoát khỏi, đã được thoát ra, đã được thoát ra cái sự kiềm tỏa của vô minh, của tà kiến. Chandima là cái mặt trăng. Mặt trăng chỉ cho đây là tâm của mình. Tâm của mình, tâm của chúng ta thì luôn luôn là bị những cái pháp này nó che mờ. Và bài kệ này ngài dịch là: ai sống trước buông lung, sau sống không phóng dật, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Một điều kỳ lạ là chúng ta biết rằng dầu là chúng ta có vào trong chánh pháp của Đức Phật rồi, nhưng mà chúng ta thực sự chưa được nghe bậc trí thuyết giảng, chúng ta chưa được hiểu về khoảnh khắc hiện tại, thì dầu chúng ta có tu cách nào đi chăng nữa thì chúng ta vẫn cứ bị phóng dật. Cùng lắm là chúng ta ở chùa chịu đựng qua ngày để chờ chết mà thôi. Đó là điều tai hại nhất. Còn không thì chúng ta cũng chỉ cặm cụi vào một cái kinh sách, hay là chúng ta dịch thuật để mà cũng có một cái phần phước nào để tăng trưởng thôi. Nhưng không làm sao có thể mà chúng ta có được một cái niềm tin vững vàng để chúng ta đi trên cái đạo lộ này được. Đa phần là chúng ta sẽ bị rớt đài hết. Vậy chúng ta thấy con đường mà vượt thoát khỏi sanh tử là vô cùng khó khăn và chông gai. Chúng ta đừng có nghĩ rằng là vẻ bề ngoài chúng ta cứ nghĩ đó là tốt đẹp, nhưng không phải như vậy. Giáo pháp của Đức Phật chỉ khi nào chúng ta được hiểu thôi, được hiểu thì chúng ta mới thực sự có niềm tin, thực sự vững bước được. Nếu như mà các bạn không nói về cái thấy nghe ngửi trong đời sống hàng ngày, về thân tâm của bạn, cái vị sư đó thuyết pháp cái gì? Thuyết pháp cái gì? Xin thưa mấy quý vị, không. Đó là không có sự hiểu biết nào cả. Chỉ cần một khoảnh khắc hiểu biết, một khoảnh khắc hiểu biết về thực tại thôi, là đã đủ cho chúng ta xứng đáng là con của Đức Phật rồi. Một khoảnh khắc hiểu biết thôi thì nó cao quý hơn tất cả những cái gì vật dụng của thế gian này đem lại. Dầu đó là kim cương, vàng ngọc, bạc vàng, chất như núi, cũng không thể bằng được một khoảnh khắc hiểu biết mà đúng như lời Đức Phật dạy về những cái thấy nghe ngửi trong đời sống hàng ngày, để chúng ta hiểu rằng quả thật các pháp này chúng là vô thường, là duyên sanh, là vô ngã, và không có bất cứ một ai ở trên đời. Và chúng ta sẽ hiểu, ô quá khứ thì cũng chỉ là các quẩn đã diệt rồi, nó có sanh lại nữa đâu, để mà có ai, có tôi nào đâu mà mơ mộng. Tương lai nó sanh như thế nào, nó chỉ là cái thấy nghe ngửi nếm đụng xúc chạm và suy nghĩ ở dưới nước, ở trên bờ, ở hang, ở động, ở địa ngục, ở bàn sanh, ở chư đạo phạm thiên, tất cả những điều đó rồi chúng cũng chỉ hủy diệt theo từng khoảnh khắc như hiện tại đây mà thôi, không có gì khác hơn cả.
Vậy thì không có gì ba cần phải bám víu vào tương lai, tôi sẽ là cái gì, không cần thiết cái điều đó, phải không? Vì quá khứ cũng chỉ là năm uẩn xấu sai, tốt đẹp như thế nào, chúng cũng chỉ sanh và diệt theo duyên của chúng. Cũng như là thân này từ nhỏ đến lớn, chúng ta đã mang hết, và vô lượng năm uẩn xấu tốt đã diệt rồi, phải không nào? Đúng không? Những cái gì mà chúng ta nghe chửi bới, những giận hờn quá khứ, nó đã diệt rồi. Tương lai nó sanh khởi thì nó cũng lại là giận hờn, là như vậy thôi, không có ai cả, phải không nào? Như vậy chúng ta mong mỏi cái gì ở tương lai? Chúng ta mong nhà cửa ở tương lai ư? Vợ con ở tương lai ư? Hay là chư thiên, hay là phạm thiên? Tương lai không có ai cả. Tương lai không có gì hết. Tương lai cũng chỉ là một khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm. Và ai ai cũng có quả thiện và quả tốt, quả xấu, phải không ạ? Bởi vì nhãn thức thì nó có hai, chứ nó không có bốn, không có năm, không có sáu, không có bảy được đâu, thưa quý vị. Cái nghe nó cũng chỉ có hai thôi, ngửi cũng chỉ có hai, đến cũng chỉ có hai, phải không ạ? Làm sao có thể có ba nghiệp được? Nó chỉ có nghiệp thiện và nghiệp bất thiện mà thôi. Và nó cũng chỉ cho quả thiện và quả bất thiện mà thôi. Nay thì nó chỗ do duyên người này gặp quả bất thiện, mai thì người kia gặp cái quả bất thiện người lành. Tất cả những cái gì trên đời này, gì có thấy ở chỗ này, nghe ở chỗ này, thấy ở chỗ kia, nghe ở chỗ kia, ngửi ở chỗ này, nếm ở chỗ này, diệt đi ở chỗ này, rồi lại thấy nghe ngửi nếm đụng ở chỗ kia. Chúng ta sanh ra ở đây kiếp này thì sao chúng ta cái thấy nghe ngửi nếm đụng nó lại sanh ở đây ở kia, không có gì khác hơn nữa. Như vậy để làm gì? Để làm gì vậy? Không để làm gì cả, phải không? Như vậy chúng ta không cần phải tìm cầu. Thế tại sao những cái thấy nghe ngửi nếm đụng trong đời sống hàng ngày nó không phải là pháp ư? Nó không phải là sự thật sao? Nó không phải là chân lý sao? Nó không đúng với giáo pháp của Đức Phật ngay khoảnh khắc này sao? Chắc chắn là nó rất đúng, nhưng mà chúng ta nghĩ rằng nó rất tầm thường, chúng ta phải đi tìm một cái gì đó khác. Nhưng mà đó là sự sai lầm lớn nhất của người bước vào giáo pháp của Đức Phật, đã đánh mất đi những cái gì là hiện thực của cuộc sống. Và câu pháp cú này Đức Phật thuyết khi mà Ngài ngự tại Chitavana, đề cập đến trưởng lão Sammachana là tuyên thuyết về cái kệ ngôn này. Và được biết rằng Ngài trưởng lão Sammachana là một cái người không có phân biệt được thời gian, và bất cứ lúc nào vị ấy cũng cầm cái chổi quét rác ở khắp nơi trong tịnh xá, bất kể là thời gian sớm chưa chiều. Thì một hôm á, trưởng lão đi đến cái tịnh thất của Đại Đức Rê Quá Tá để quét dọn. Và chúng ta biết là cái tâm ganh tị, mới là cái tâm mà mình quét dọn siêng năng á, thì mình thấy Ngài cứ ngồi ở trong đó, không có ra quét dọn gì hết, thì rất là bực mình. Và thấy Đại Đức đang ngồi ở cái nơi chốn ban ngày rất là yên lặng, thì trưởng lão Sammachana mới nói rằng cái vị trưởng lão này lười biếng quá, dùng cái vật thực của tính thí xong rồi đến đây ngồi yên, chỉ cầm chổi quét một chút cũng không thấy thế này. Thì khi mà Ngài trưởng lão Rê Quá Tá đó, suy nghĩ biết được tâm của vị này, người ta lên giáo giới cái vị này, thì Ngài nói với trưởng lão Sammachana rằng hãy đến đây hỡi hiền giả, bạch Ngài, có chuyện gì vậy? Hiền giả hãy đi tắm đi rồi hãy đến đây. Và khi sau khi trưởng lão Sammachana tắm xong và đi đến trưởng lão Rê Quá Tá, thì Ngài bảo cái vị ấy ngồi sang một bên dạy rằng
Này hiền giả lẽ thường vị tỳ khu cứ cầm chổi quét suốt cả ngày là điều không hợp lẽ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái người trí phải biết tùy thời. Tỳ khu chỉ lên quét dọn vào buổi sáng là xong, rồi đi khất thực. Khi đến tịnh xá phải ngồi vào chỗ ban ngày hay chỗ ban đêm để mà hướng cái tâm quán xét về những cái thể trược, để thấy được cái sự sanh diệt của cái thân này. Vào buổi chiều quét dọn tịnh xá, đó là hợp lẽ. Tỳ khu chớ lên quét suốt cả ngày, hãy dành thời gian tạo lợi ích cho mình. Như vậy thì ở trong chùa đương nhiên là chúng ta phải dọn dẹp, phải làm những cái công tác phụng sự đến chư tăng. Nhưng mà thường thường chúng ta đi quá xa, quá lạc vào trong đó mà quên mất cái phận sự của mình. Đó chính là phận sự của tứ niệm xứ, phận sự của cái sự pháp hành. Quét nơi tâm của mình. Và trưởng não Sammicchana vâng theo lời giáo hóa của trưởng não Devata thì ngài về chẳng bao lâu thì ngài chứng đắc quả vị A-la-hán. Và trong tịnh xá có nhiều chỗ giác đã ứ động. Bây giờ chư tỳ kheo nói với trưởng não Sammicchana rằng: này hiền giả Sammicchana, các chỗ đã ứ động đầy giác, vì sao hiền giả không quét nữa? Thưa hiền giả, trước đây tôi đã quét giác trong lúc dễ vui, nhưng bây giờ tôi không có dễ vui quét giác nữa. Và chư tỳ khu mới cho rằng trưởng não Sammicchana khoe cái đạo giả cao nhân, tuyên bố mình là vị thánh vô lậu, nên trình lên Đức Thế Tôn về câu chuyện đó và bạch rằng: bạch Thế Tôn, vị tỳ khu này nói sai sự thật, vị ấy nói không đúng theo cái sự thật. Thì Đức Thế Tôn mới nói: này các tỳ kheo, thật vậy, trước kia con của Như Lai đã cầm chổi quét rác trong lúc dễ vui, nhưng bây giờ đây con của Như Lai không làm như thế nữa, đã đình chỉ sống an lạc, phát sanh từ đạo quả. Rồi ngài mới tuyên thuyết lên cái kệ ngôn rằng: người trước kia phóng dật, về sau chuyên cần tu niệm, người như thế rọi sáng thế gian này như vầng trăng thoát khỏi đám mây mờ. Và ngài thuyết lên câu kệ này: vô chấp búp bê và mách chi toa bách cha sô nát và mách chật tí sô hăng lô căng và pha xê tí áp pha mút tô quá chăn đi ma. Ai sống trước buông lung, sau sống không phóng dật, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Đó là bài kệ mà chúng con xin đọc đến chư đại đức tăng và xin đọc đến quý vị. Như vậy, người con của Đức Phật, chúng ta bổn phận lớn nhất của chúng ta đó là nghiên cứu diệu pháp và thực hành cái diệu pháp để đạt được cái chân đứng ở trong giáo pháp này. Còn tất cả những cái chuyện bên ngoài thì nó chỉ là một cái chuyện của ngoài lề. Mà chúng ta chịu khó siêng năng thì chúng ta giúp ích cho chư tăng một phần nào đó. Còn nếu không thực sự mà chúng ta chuyên chú tu tập và chúng ta nói với chư tăng để chư tăng làm những cái phận sự còn lại thì đó là điều tốt đẹp. Nhưng đằng này có nhiều người thì họ không tu tập gì cả, họ cũng không có quét dọn gì cả, họ cũng không có làm cái gì cả. Họ rất là lười biếng, nhưng mà họ luôn luôn tỏ cái thái độ mình là cái người gọi là có tu tập. Rất rất nhiều những cái trường hợp như vậy, thưa quý vị. Và bất cứ khi nào thì chúng ta thấy một vị mà
đã thanh lọc được thân tâm của mình, thì Ngài có làm biến hay làm siêng gì? Thì đều là tốt đẹp cả. Còn phàm phu của chúng ta thì sao? Phàm phu của chúng ta thì luôn luôn quên cái phận sự của mình, luôn luôn quên cái phận sự của mình. Cuộc sống này rất là mau là chúng ta rời bỏ cái thế gian này. Nhưng mà cả một cuộc đời của chúng ta không có một chút hiểu biết nào cả, trong khi chúng ta đang sống, thì đó là một tai họa. Một tai họa. Có khi nào chúng ta chánh niệm được cái tâm nhãn thức chưa? Mặc dầu nó đang sanh ở đây. Có khi nào chúng ta chánh niệm được tâm nghe chưa? Nếu như mà chúng ta chưa chánh niệm được chúng, làm sao chúng ta hiểu được nó chính là thức quẩn? Và nếu như mà chúng ta chưa chánh niệm được nhãn thức, thì làm sao mà chúng ta biết được nhãn thức này nó không bao giờ thấy nhãn căn? Mà nhãn căn nó đang có ở đây, nhưng mà chúng ta có cái hiểu nào không? Nó sanh khởi suốt cả ngày, chúng ta cũng không bao giờ biết về nó. Như vậy đó không là vô minh là gì? Đối tượng thì giác, chúng ta vẫn còn cho là người này người kia, và khi chúng đến chúng ta dính mắc vào chúng. Thì làm sao mà chúng ta gọi là chúng ta hiểu biết được, phải không ạ? Không thể có điều đó. Khi nào mà chúng ta thấy tất cả mọi đối tượng thị giác chỉ là đối tượng thị giác, thì chúng ta sẽ không còn bám víu vào chúng nữa. Chúng ta sẽ hiểu, cái thấy chỉ là cái thấy, không có một cái con người nào ở trong cái thấy cả, và cũng không có một cái sắc nào ở cái thấy cả. Cái thấy vẫn riêng biệt, đối tượng thị giác vẫn riêng biệt. Nhãn căn này cũng riêng biệt. Và chúng hội tụ bởi duyên của chúng và rồi diệt đi. Thì lúc đó chúng ta sẽ biết thế giới này là vô thường. Thế giới này là vô thường là thế giới nào? Nghe là vô thường. Ngửi là vô thường. Nếm là vô thường. Xúc chạm là vô thường. Cứng mềm nóng lạnh là vô thường. Thọ là vô thường. Tưởng là vô thường. Hành là vô thường. Thức là vô thường. Các pháp hữu vi là vô thường.
và hiểu rằng mọi pháp đều sanh khởi do duyên của chúng. Cái thấy chỉ sanh khởi với duyên riêng của chúng, cái nghe cũng chỉ sanh khởi với duyên riêng của chúng. Đối tượng thị giác thì không thể làm phát sanh cái nghe được. Đối tượng thị giác khi chúng sanh khởi, chúng chỉ làm phát sanh lên nhãn thức mà thôi. Âm thanh chúng sanh khởi, chúng chỉ làm phát sanh lên nhĩ thức mà thôi. Mùi sanh khởi, chúng chỉ làm phát sanh lên tỷ thức mà thôi. Vị sanh khởi, chúng chỉ làm phát sanh lên thiệt thức mà thôi. Xúc chạm sanh khởi, chúng chỉ làm phát sanh lên thân thức mà thôi. Như vậy, nóng lạnh, cứng mềm, chúng không thể làm phát sanh lên nhãn thức. Như vậy, màu chúng không thể làm phát sanh lên thân thức được. Như vậy, mỗi thế giới là riêng biệt. Như vậy, đối tượng thị giác, cái thấy, chúng thấy đối tượng riêng biệt của chúng, đó là thế giới của chúng. Không có ai can thiệp vào đây được. Và cái thấy thì không thấy ở sau lưng được. Vì con mắt căn của chúng đã hướng ra đằng trước. Do vậy, chúng chỉ thấy cái gì đang có ở trước mặt là như vậy. Và rồi chúng diệt đi. Ánh sáng thì không thể nào phát sanh lên âm thanh được. Ánh sáng thì chúng chỉ tương ứng với các đối tượng để làm cho cái thấy sanh khởi và thấy được mà thôi. Như vậy thì ánh sáng ở bên ngoài, còn tất cả tâm, dầu là tâm thấy, tâm nghe, tâm ngửi, tâm nếm, tâm xúc, tâm chạm, tâm tham, tâm sân, tâm si, trí tuệ, cảm thọ, tất cả chúng đều sanh ở bên trong và trong tối. Như vậy thì các pháp này chúng đang hoạt động và rất là thầm kín. Chúng tích lũy rất là thầm kín. Vô minh cũng vậy, trí tuệ cũng vậy. Và chúng không phụ thuộc vào bất cứ ai cả. Chúng chỉ phụ thuộc vào các duyên riêng của chúng mà thôi. Trí tuệ nếu không được nghe đúng về diệu pháp, không thể nào phát sanh trí tuệ được. Dầu người đó có thuộc lòng tam tạng đi chăng nữa, nhưng mà chia sẻ pháp cỡ nào đi chăng nữa, người hiểu cùng nắm là hiểu trên chữ nghĩa. Còn thật sự, nếu không có được một người, một bậc trí nào chia sẻ đúng về những cái thực tại hiện tiền trong đời sống hàng ngày, không có ai có thể phát sanh lên trí tuệ được cả. Trí tuệ của tứ niệm xứ không có ai có thể phát sanh lên được. Vì sao vậy? Vì nhân duyên của nó không đúng thì nó không thể phát sanh lên được. Rất là đơn giản vậy thôi. Không có cách nào, không có ai có thể làm được một cái điều gì đó và phát sanh ra trí tuệ được. Dầu người đó có nói như thế nào, người đó có ngồi cả trăm năm ở trong đó, cũng không thể phát sanh ra trí tuệ giác ngộ được. Trừ khi người đó nghe đúng pháp, nghe đúng, suy tư đúng và hiểu đúng pháp về hiện tại, thì đó là đúng nhân, đúng duyên thì trí tuệ sẽ sanh khởi. Còn không đúng nhân, không đúng duyên thì không có cách nào làm cho cái pháp đó sanh khởi được hết. Mà kể cả tham cũng vậy, phải không? Nếu mà có như ní tắc ý, làm sao mà tham sanh khởi được? Tham sanh khởi chắc chắn là cảnh của nó, đối tượng của nó phải tốt đẹp. Cái sự xúc chạm của nó phải khởi lên một cảm thọ, là cảm thọ hỷ hay là cảm thọ xả. Và không khéo như ní tắc ý, nó có duyên của nó sanh khởi. Làm sao ai có thể nào mà đi ngược cái con đường của bậc toàn giác mà thuyết giảng được, phải không ạ? Không có điều đó xảy ra đâu. Tại sao chúng ta cứ phải nói với nhau về cái thấy, nghe, ngửi trong đời sống hàng ngày này? Vì cái đó là thật, thưa quý vị. Đơn giản, vì cái đó pháp đó rất là thật. Mà cái gì là thật thì cái đó mới được hiểu. Còn cái là không là thật thì làm sao mà hiểu được? Còn cái gì là thật thì hiểu.
Vậy cái thấy là thực, nghe là thực, ngửi là thực, nếm là thực. Như vậy cái thấy nó là thực, thực này nó là pháp, nó cần phải được hiểu. Nhưng mà chúng ta lại không cần hiểu về nó, phải không ạ? Thì hiểu về cái gì? Chắc chắn là không, không hiểu về cái gì cả. Thực sự thì mỗi ngày bao nhiêu khoảnh khắc thấy đến và đi, hầu như là chúng ta không có một chút hiểu biết nào. Màu, mùi, vị, âm thanh, khi mà chúng ta xúc chạm với nó hàng ngày, nhưng mà không hiểu được nó, mà nhưng mà nó chính là quẩn, là xứ, là giới, là đế, nguồn sanh khởi các pháp, phải không? Nhưng mà chúng ta không hiểu nó thì cũng chẳng có gì để hiểu nữa đâu, vì ngày mai các bạn sanh khởi thì cũng lại có thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng trên các căn môn này, không thể khác hơn được. Và không có một cái thấy nào là tôi, là của tôi. Như vậy đối tượng của ngày mai là nhân duyên của ngày mai, chắc chắn không phải là đối tượng của ngày hôm nay nữa rồi. Do duyên hai pháp mà cái thấy khởi, phải không? Đó là đối tượng thị giác và nhãn căn. Đối tượng thị giác in dấu vào nhãn căn, cái thấy sanh khởi. Cái thấy sanh khởi chỉ ở khoảnh khắc đó, thấy cái đối tượng thị giác đó mà thôi. Và rồi chúng diệt đi. Do ba pháp, cái thấy, nhãn căn và nhãn thức hội tụ làm phát sanh ra nhãn xúc, đúng không? Từ nhãn xúc này phát sanh ra một cảm thọ, đó là cảm thọ hỷ hay cảm thọ lạc hay cảm thọ ưu, một trong ba thọ sanh khởi, phải không? Và từ cảm thọ này phát sanh ra gì? Ra ái, hoặc là phát sanh ra một trí tuệ, đúng không? Đều do duyên của nó. Như vậy do xúc mà phát sanh ra thọ, do nhãn xúc phát sanh ra nhãn thọ, thì do nhãn xúc phát sanh ra gì? Nhãn hành, phải không ạ? Do cảm thọ này nên là cái hành quẩn nó cũng sanh khởi ở đó, phải không ạ? Là thích và ghét, đúng không? Như vậy thì do nhãn xúc này cũng sanh ra một gì? Một nhãn tưởng, là tưởng này đánh dấu vào cái đối tượng đó, phải không ạ? Đúng chưa? Do ba pháp đó là gì? Đó là thọ, tưởng, hành, phát sanh ra gì? Phát sanh ra một ý thức. Đó, thì cái ý thức này, do ba cái đó mà nó ý thức này, đó bắt lại cái đối tượng thị giác đã gì rồi, phát sanh ra ý thức. Như vậy thì có phải là tiến trình từ cái nhãn môn, rồi bắt đầu nó nhãn môn, từ cái khai ngũ môn, rồi nhãn thức, rồi là tiếp thu quan sát, đoán định thì nó phát sanh ra gì? Hành đó là cảm thọ nè, hay hành quẩn nè, phải không ạ? Hành thì nó có bảy sát na, phải không? Từ bảy sát na đó, rồi có hai cái sát na quả, đó là nếu mà là gì? Là cảnh lớn hay là cảnh rất lớn thì nó phát sinh ra hai nhánh là sát na quả, phải không ạ? Rồi cái lộ nhãn môn này nó là bất thiện thì nó diệt đi, nó chìm vào hữu phần, phải không ạ? Chìm vào hữu phần thì lúc này cái ý môn này khi mà nó dứt dòng, nó mở ra và nó được bắt lại tiếp đối của cái dòng nhãn môn đó, phải không ạ? Và từ đó nghiệp nó được hình thành từ đây, phải không ạ? Và khái niệm nó cũng được hình thành từ đây. Như vậy khi mà một người mà tỉnh giác trong đời sống hàng ngày thì chúng ta phải rất biết đối tượng thị giác, cái thấy, nghe, ngửi trong đời sống hàng ngày thì mới chấm dứt được cái vòng sanh tử luân hồi này. Còn nếu mà ngày nào mà chúng ta quên nó thì chúng ta sẽ không bao giờ phát triển được con đường bát chánh đạo.
Và con đường bát chánh đạo này không phải một kiếp mà chúng ta có thể thành tựu được. Như vậy thì chúng ta phải nghe đi, nghe lại, nghe đi, nghe lại, nghe đi, nghe lại, nghe đi, nghe lại. Và chúng ta phải nhớ rằng hãy bắt đầu, chỉ có bắt đầu và bắt đầu, mãi mãi là bắt đầu về khoảnh khắc này. Khi nào mà, bởi vì sao vậy? Bởi chỉ có mỗi khoảnh khắc này thôi. Khi nào mà nó thuần thục thì đạo quả sẽ tự đến. Còn nó thiếu cái điều kiện của nó, thiếu nhân duyên của nó, thiếu ba la mật của nó, thiếu cái sự kham nhẫn của nó thì không có cách nào mà để mà chúng ta có thể chấm dứt được sanh tử luân hồi. Mặc dầu cái mà chúng ta đam mê trong đời sống này chỉ là những cái đối tượng thị giác, màu, mùi vị, âm thanh và những cái tứ đại, là những cái bộ xương chơi chuỗi ở thế gian này thôi, nhưng cũng không sao thoát khỏi được chúng. Vì sao vậy? Vì sao? Vì nghe không đúng, hiểu không đúng, nên là không có thể nào mà chúng ta có thể nhận biết được pháp thực tại này. Mặc dầu chúng luôn luôn xuất hiện, rồi chúng ta thấy chân lý nó ở sát đây thôi, nhưng mà không thể nào mà chúng ta có thể thâm nhập được chúng. Phải không? Rồi chúng ta cần phải nhớ một điều, luôn luôn là